Xin chào anh em. Thì tiếp theo cái chủ đề video lần trước, thì trong video ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với anh em về những cái ứng dụng mà anh em có thể dùng để thay thế cho các ứng dụng mặc định ở trên Windows để nó đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt hơn, tương tự như là lần trước mình đã làm với lại macOS. Thì cũng giống như là macOS thôi, ở Windows chúng ta cũng sẽ có những cái ứng dụng mặc định được cài đặt sẵn. Tuy nhiên không phải ứng dụng nào nó cũng đem lại cho người dùng một cái trải nghiệm tốt. Cho nên trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em 4 cái ứng dụng mà mình dùng. Và biết đâu 4 cái ứng dụng đó nó cũng sẽ phù hợp với anh em thì sao. Ok, đến với cái ứng dụng đầu tiên mà mình sẽ cài đặt ngay khi mà mình dùng một chiếc máy tính Windows. Đó là về cái ứng dụng Quick Look. Thì ứng dụng Quick Look này là gì? Cái ứng dụng Quick Look này anh em hoàn toàn có thể tải được ở trên Microsoft Store. Nó sẽ là cái ứng dụng để giúp cho anh em xem review một cái file, một cái hình ảnh nào đó, một cái tài liệu nào đó mà anh em không cần phải mở ứng dụng mới lên. Nó tương tự như cách mà anh em xem review ở trên macOS vậy. Thì sau khi anh em tải ứng dụng này ở trên Microsoft Store về và anh em bấm Open thì mặc định nó sẽ chạy. Và nếu mà anh em để kỹ hơn á thì anh em hoàn toàn là thiết lập để cho nó chạy mỗi khi mà anh em khởi động lại Windows. Thì bây giờ ví dụ như là mình mở một cái file ở trong cái File Explorer chẳng hạn, thay vì anh em click đúp vào để anh em mở cái file nó lên, thì bây giờ anh em chỉ cần bấm Space, đó là anh em có thể xem nhanh được những cái nội dung ở trong cái file đó nó là gì, mà anh em không cần phải tốn thời gian hay là không cần phải tốn thêm tài nguyên, tốn thêm cái công sức để anh em mở cái file đó lên nữa. Và khi mà anh em không xem nữa, anh em chỉ việc bấm Space cái nữa là nó tắt đi. Nó sẽ tiện hơn là nhiều so với việc là anh em click đúp vào rồi anh em đợi nó khởi động ứng dụng nó lên, thì nó sẽ mất thời gian hơn. Đó, anh em chỉ việc bấm Space, anh em xem là xong ha. Thì đây là cái ứng dụng thường là cái ứng dụng đầu tiên mình cài vào mỗi khi mà mình dùng Windows. Qua đến cái ứng dụng thứ hai mà cái ứng dụng này mình cũng rất là hay xài mỗi khi mình dùng Windows, đó chính là cái bộ gõ. Thì mặc định Windows đã có cái bộ gõ Telex cho người dùng Việt Nam rồi, và thật sự nó gõ rất là ngon. Tuy nhiên với nhu cầu của mình thì mình cần nhiều hơn, mà cái nhu cầu lớn nhất của mình đó chính là cái nhu cầu gõ phím tắt. Bởi vì mình là một người gõ rất là nhiều trong ngày, mà nếu mình không dùng gõ tắt thì mình sẽ rất là tốn thời gian để mình gõ đi gõ lại một cái từ nào đó. Mà thường á mình sẽ thiết lập sẵn luôn, ví dụ mình gõ chữ KO nó sẽ ra không, mình gõ chữ DC nó sẽ ra được chẳng hạn như vậy đó. Thì cái ứng dụng bộ gõ mặc định của Windows nó không làm được cái chuyện đó, chính vì vậy mà mình buộc phải sử dụng thêm một cái bộ gõ bên thứ ba. Và cái bộ gõ mà mình lựa chọn đó là cái EVKey. Thì cái EVKey này mình cũng đang dùng ở trên macOS luôn để thay thế cho cái bộ gõ mặc định của macOS. Với mình cái bộ gõ mặc định trên macOS nó không ngon, cho nên mình buộc phải dùng đến cái EVKey. Và cái EVKey này thì nó có cái tính năng gõ tắt, và anh em hoàn toàn có thể sao lưu lại cái bản gõ tắt của Windows rồi anh em mang sang cái EVKey bên macOS, nó đồng bộ rất là nhanh. Thực ra nó là đồng bộ thôi, nhưng mà anh em vẫn phải làm thủ công, tức là anh em sẽ xuất một cái file của cái bản gõ tắt ở trên Windows, xong anh em copy nó qua bên macOS bằng Telegram hay là bằng bất kỳ một cái gì đó, bằng cắp USB chẳng hạn đó. Tức là anh em phải truyền nó một cách thủ công, nhưng mà dù gì thì nó vẫn đem lại cho mình một cái trải nghiệm tốt hơn là so với gõ mặc định của Windows hay là bộ gõ mặc định của macOS. Thì cái giao diện của EVKey anh em thấy là nó rất là giống với lại cái giao diện của UniKey đó. Thì ở đây anh em cũng sẽ có một vài những cái tính năng này, và những cái tính năng này là những cái tính năng mình dùng rất nhiều. Thì mình sẽ cho anh em xem cái bản gõ tắt của mình. Thì đây là cái bản gõ tắt của mình ở trên EVKey, và mình dùng nó song song cho cả Windows lẫn macOS. Thì anh em thấy không, nó rất là nhiều cái từ viết tắt, mà nếu như mà một ngày mà mình cứ phải viết như vậy, mình viết đầy đủ cả một cái dòng ra luôn đó, thì nó rất là dài, rất là tốn thời gian, gõ nhiều thì nó sẽ hoại. Cho nên mình dùng cái gõ tắt này thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi qua cái ứng dụng thứ ba, đó là cái ứng dụng ghi chú. Thì ở trên Windows đó, nó sẽ có rất là nhiều ứng dụng ghi chú mặc định, ví dụ như là Sticky Note nè, ví dụ như là Notepad nè, rồi cả OneNote nữa nếu mà anh em dùng Microsoft 365. Tuy nhiên mình không dùng cả ba cái ứng dụng đó luôn, mà mình dùng Notion. Thì ở trên macOS mình cũng đang dùng Notion. Thì Notion là một ứng dụng ghi chú rất là mạnh mẽ thời gian gần đây. Thì rất là nhiều anh em xem video này anh em đã biết về Notion rồi, và thậm chí anh em dùng Notion nó còn rành hơn cả mình nữa, anh em dùng Notion nó còn chuyên nghiệp hơn mình nữa. Nhưng với cá nhân mình thì cái Notion nó dừng lại ở cái việc là nó là một cái ứng dụng dùng để ghi chú, và mình sẽ ghi tất cả những cái nội dung mà mình chia sẻ với anh em trên tinh tế vào cái Notion đó và mình lưu lại. Và cái Notion đó thì nó đa nền tảng, mà tất cả một cái hệ điều hành phổ biến nào trên thế giới hiện tại thì đều có hỗ trợ Notion hết. Hay nói chính xác là Notion nó đều hỗ trợ những cái nền tảng đó, cho nên mình dùng Notion thì nó sẽ sync rất là tốt với những cái thiết bị đó. Rồi, và Notion thì cái cách dùng như thế nào, hay là về cái tính năng hay ho của Notion, thì anh em có thể theo dõi, anh em có thể tìm rất là nhiều cái video ở trên YouTube thì nó đều sẽ chia sẻ với anh em về cách xài Notion. Thậm chí là Notion nó cũng sẽ tích hợp
nó đã tích hợp cái ChatGPT vào trong đó luôn rồi, cho nên anh em có thể dùng nó. Nói chung là nó rất là nhiều tính năng ha. Nhưng mà mình thì mình chỉ dừng lại ở cái việc cơ bản, đó là ghi chú thôi. Rồi, đây, mình cho anh em xem cái Notion của mình ở trên Windows. Thì ở trên Windows mình đang hiển thị như thế nào, thì ở trên macOS mình cũng sẽ hiển thị y chang là như vậy. Nó không khác gì hết. Mình chỉ cần tạo một cái bài mới thì trên macOS nó cũng sẽ lập tức nó sync cái bài mới đó qua liền. Đó, nói chung là nó sync rất là nhanh. Trước đây thì mình có dùng Evernote, nhưng mà Evernote thì em cũng biết rồi là càng về sau này nó càng tệ, cho nên mình không dùng Evernote nữa, quyết định sẽ chuyển qua Notion. Rồi sang cái ứng dụng thứ tư, đó là một cái ứng dụng rất là đa năng ở trên Windows và mình cực kỳ thích nó luôn, đó chính là Power Toys. Thì cái Power Toys nó là một cái ứng dụng của Microsoft luôn ha, và nó ở trong đây nó có rất rất nhiều cái tính năng mà nó sẽ mở rộng ra được cái trải nghiệm sử dụng Windows của anh em rất là nhiều, và nó gia tăng cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Power Toys đã từng xuất hiện ở trên Windows, sau đó mình không hiểu vì lý do gì Microsoft họ lại bỏ cái Power Toys đi, cho đến khi cách đây 1-2 năm trở đây ấy, thì Microsoft họ đem cái Power Toys quay trở lại với cái dạng là cái ứng dụng bên ngoài, tức là anh em phải cài vào mặc định. Khi mà anh em cài Windows thì nó sẽ không có, mà anh em phải lên Microsoft Store, anh em tải cái Power Toy này về. Thì sau khi mà anh em tải Power Toy về thì anh em sẽ nhìn thấy cái cột bên trái này. Cái cột bên trái này là cái cột thể hiện tất cả những cái tính năng mà nó cung cấp cho Windows, và anh em có thể dùng nó cho tất cả những cái thành phần khác ở trong hệ thống. Ví dụ như là anh em có thể có những cái add-ons ở trong File Explorer này, rồi anh em có thể khóa những cái file ở trong Explorer luôn, rồi anh em sẽ có cái tính năng crop nè, rồi cái tính năng awake nè, rồi rất là nhiều cái tính năng khác nữa, quản lý về bàn phím, anh em có thể remap lại cái bàn phím trên cái laptop của anh em cũng được thông qua cái Power Toys này luôn. Thì nói chung nó là một cái công cụ rất là mạnh và rất là đa năng, anh em có thể dùng được rất là nhiều thứ ở trên cái phần mềm này và tối ưu cho cái hệ điều hành Windows của anh em. Thì nếu như mà có thời gian thì mình sẽ có một cái bài viết chi tiết hơn chia sẻ với anh em về cái Power Toys này nó dùng như thế nào, những cái tính năng nào là tính năng hay. Tại vì thật sự á, mình không có dùng hết tất cả những cái tính năng này của Power Toys đâu, mình chỉ dùng một số thôi, những cái nào mà nó đem lại cho mình cái trải nghiệm tốt và nó cần thiết cho cái nhu cầu của mình thì mình mới xài thôi, chứ không phải là cứ cái tính năng nào của Power Toys mình cũng dùng hết. Đó, thì Power Toys là một trong những ứng dụng mà mình nghĩ rằng anh em dùng Windows anh em nên cài và nên sử dụng nó, anh em vọc vạch nó thử xem, biết đâu nó sẽ có một cái tính năng nào đó mà bấy lâu nay anh em đang mong chờ, nhưng mà đâu biết rằng là Power Toys nó có cái tính năng ở đâu. Thì anh em có điều kiện, có thời gian thì anh em cứ dùng thử đi ha. Đây là một cái phần mềm hoàn toàn là miễn phí và nó được phát triển và cập nhật bởi chính Microsoft luôn, cho nên em hoàn toàn có thể yên tâm cái chuyện này. Có một cái vấn đề nhỏ của Power Toys đó là mình không hiểu là tại sao Microsoft không tích hợp thẳng cái tính năng này vào trong cái setting của Windows luôn mà lại để ra một cái ứng dụng riêng như thế này. Thì có một vài cái tính năng trước đây của Power Toys đã được tích hợp vào Windows rồi, ví dụ như là cái Snap Layout ở trên Windows 11, anh em thấy là đây là cái Snap Layout nè. Thì hồi trước nó là một cái tính năng nhỏ ở trong Power Toys, nhưng mà sau này khi mà Windows 11 ra mắt á, thì Microsoft tích hợp cái Snap Layout này vào. Thì bây giờ trên Power Toys nó vẫn còn, nó chính là cái Fancy Zone này nè. Đó, nhưng mà cái Fancy Zone này thì nó sẽ chia theo cái bố cục cố định luôn ha. Nói chung là nó là một cái bầu trời tính năng ở trong cái phần này Power Toys này luôn. Đó, rồi anh em nhớ trải nghiệm thử Power Toys nha. Rồi, thì đó là bốn cái ứng dụng mà mình thường hay dùng Windows, mình dùng nó để thay thế cho những mặc định. Và mình biết là sẽ còn nhiều cái ứng dụng khác nữa, cũng như là nhiều cái phần mềm phục vụ cho công việc khác nữa. Riêng cái bộ Office đó thì mình không có thay thế được, bởi vì trên Microsoft, trên Windows 11 thì mặc định nó sẽ là Microsoft 365 rồi. Nó được tích hợp rất là sâu vào trong hệ điều hành Windows, cho nên mình dùng luôn cái Microsoft 365 thay vì ở bên Mac là mình dùng thay cho bộ iWork chẳng hạn. Đó. Ok, còn anh em thì sao? Anh em dùng những cái phần mềm Windows nào ở trên hệ điều hành này để thay cho ứng dụng mặc định thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nha, và chia sẻ cho anh em khác cùng biết. Ok, và nếu như em thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế nha. Và mình là Giáo Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.